Lisa hiện đang có mặt ở concert Taylor Swift tại Singapore. Cập nhật từ sân vận động quốc gia Singapore vào chiều ngày 3 tháng 3, Lisa đã chính thức có mặt trên sân và sẵn sàng để quẩy hết mình cùng với Taylor Swift. Trong đoạn clip ghi lại của khán giả có mặt tại sân vận động, Lisa trong trang phục thoải mái đi cùng bạn bè và một số trợ lý tiến vào bên trong. Rất nhiều khán giả đã nhận ra cô và hò hét tên thành viên Blackpink. Vị trí ngồi của Lisa không phải khu card hay là VIP mà là rất đặc biệt trong khu lều kỹ thuật nơi đặt một tháp chiếu sáng sân khấu, không quá gần sân khấu nhưng đảm bảo sự riêng tư và thoải mái. Lisa không tham dự đêm mở màn The Year Tour vào tối qua, thay vào đó dự show của Shiny cùng bạn thân Son tại Indoor Stadium cách sân vận động chỉ vài bước chân. Có thể thấy Lisa đang có thời gian vui vẻ tận hưởng hai concert đầy chất lượng. Trong khi đó thì rạng sáng ngày 3 tháng 3, Jennie bất ngờ chia sẻ một đoạn nhạc mới trên tài khoản Instagram cá nhân. Nữ thần tượng còn gắn thẻ tài khoản của nam nghệ sĩ 29 tuổi người Mỹ, Matt Champion. Ngược lại thì Matt Champion cũng gắn thẻ Jennie ở một đoạn khác trong cùng một ca khúc. Thông qua những gì được tiết lộ, có thể thấy sản phẩm sắp tới của Jennie nhiều khả năng là một bản nhạc pop nhẹ nhàng giúp nữ idol khoe giọng hát ngọt ngào. Động thái của Jennie đang khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu phấn khích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.